Alo em à, Alo em nghe. tình hình dịch bệnh đang căng quá rồi. Bây giờ anh cùng với các bác sĩ đi hỗ trợ ở tuyến đầu để chống dịch. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Ừ, chờ anh về. Vậy anh đi cẩn thận giữ gìn sức khỏe nha. Anh sẽ về sớm mà. Ừ. Cái gì mà những 100 triệu? 100 triệu trả tôi. Ông ơi, sao lại thế này? Có ai không? Cứu chồng tôi mà.